Đâu em? Là 6 x bình trừ 6 nhân 2m cộng 1 x cộng 6m nhân m cộng 1 cần phải đồng biến phải không? Lớn hơn bằng 0. Chia hai vế cho 6. X bình trừ cho 2m cộng 1 x cộng m nhân m cộng 1 lớn hơn bằng 0. Khoan, định hình này được không? Với mỗi x thuộc gì? 2 cộng vô cùng. Rồi nghe hình dẫn nè. Bây giờ mình sẽ nói phương pháp tiếp cận nha. Thế thì bây giờ mình không thấy cô lập m rồi. Ôi chịu rồi. Cái này có m bình phương. Chúng ta không thể cô lập. Vậy giờ mình có hai phương pháp tiếp cận. Một là mình giải theo tâm thức bậc 2 giống bữa hổm. Nhưng cái đó quá chua, quá hai trường hợp nữa. Này có một cách hay hơn. Đó là cho m bằng 1000, tìm những điểm đặc biệt của nó, bấm phương trình nha, đừng bấm góc phương trình, bấm phương trình cho m bằng 1000, em sẽ thấy điều đặc biệt. Cho m 1000 đi, bấm phương trình nha, đừng bấm góc phương trình. Coi x bằng mấy, bằng mấy. Phương trình bằng 2. 1 trừ cho 2000 cộng 1. 1000 nhân 1000 cộng 1. Này là tuyệt chiêu của thầy nha. Ra 1001 với 1000. Nghiệm đẹp không? Nghiệm đẹp đúng không? Nghiệm đẹp là giải quyết được. Mình cho m 1000 thì m 1001 nghĩa là gì? Đố em. Nghĩa là m cộng 1. Còn 1000 nghĩa là gì? Nghĩa là m. Đó. Ok không? Tức là phương trình này phải luôn có hai nghiệm, một nghiệm là nghiệm lấy 1 với một nghiệm là m. Sau đó mấy em mới vẽ một cái bảng xét dấu. Từ từ để thầy nói cái này cho hiểu nha. Đây là m nè, đây là m cộng 1 nè, thấy không? Đố em âm hay dương? Dương. Như vậy nó đang cần đồng biến trên khoảng nào? Hai cộng cộng gì, em kê số 2 vô đâu? Em kê số 2 vô đây được không? Không. Rồi em kê số 2 vô đây được không? Không. Vậy em phải kê số 2 vô đâu? Đúng rồi. Vậy là mình cần cái gì? Cần m cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng là xong, hết bài. Mình chiêu nãy một bài này. Hiểu nè. Vậy là m phải nhỏ hơn bằng mấy? Nhỏ hơn bằng 1. Mà nó nói giá trị gì? Nguyên dương. Vậy có bao nhiêu cái? Một cái 1. Câu A, kiểm tra đáp án. Thôi đúng không? Thì chiêu dễ bài luôn á. Đúng không? Mời nhỏ hơn bằng 1. Đúng rồi, giải cách kia hoàng lắm. Hai trường hợp.